giờ trước khi bắt đầu chúng ta sẽ có một trò chơi khởi động nho nhỏ nha. Rồi, cô muốn mời tất cả các em đứng lên. Các em biết trò chơi tôi bảo không? Em biết. Quá biết rồi đúng không? Rồi, ok. Rồi, bắt đầu làm nha. Tôi bảo. Rất nhiều bạn đã buông ra đúng không? Ok, tôi bảo bảo gì hãy đấm lưng cho người đằng bên trái mình, đấm lưng cho người bên trái mình, bên trái đúng rồi. Thôi thế là cả lớp bị lừa rồi, đừng lại đâu, không sao. Bây giờ là lên thêm một lần nữa nha. Tôi bảo vào nhau và nói cho bạn bên cạnh biết là mình lúc lớn lên mình muốn làm nghề gì và tại sao mình thích nghề đó. Xin mời mỗi bạn một cặp. Mình lớn lên mình thích làm nghề gì và tại sao? Lý do tại sao mình thích nghề đó. Xin mời. Tôi đang một phút để các em trò chuyện với nhau. Vì sao bạn Anh Trình thích làm
làm nhân viên ngân hàng thì chúng ta phải để từ từ khám phá đúng không? Còn bạn là anh Khoa thì thích là một nhân viên pha cà phê, làm một bọn cái tiệm cà phê pha rất nhiều điều về ngon cả cách. Và một trong lý do là bạn ấy là người mê cà phê. Ok. Chúng ta vừa nghe bốn bạn tâm sự. Thì bây giờ chúng ta hãy quay lên chủ đề hôm nay của chúng ta, đó là hướng nghiệp. Theo các em, hướng nghiệp là gì? Hướng nghiệp là gì? Em nghĩ là hôm nay cô Vy đến sẽ nói với các em điều gì đây? Rất cảm ơn em trai đã giơ tay. Xin mời bạn Huy. Dạ cô, hướng nghiệp là hướng đến nghề nghiệp của tương lai của chúng ta sau này. Cô, em nghĩ là cô sẽ giúp các em điều gì? Đúng rồi. Cô sẽ giúp các em là hướng về, cho các em sẽ chọn những nghề nghiệp nào tốt cho các em, mời các em mong muốn. Tốt cho các em và các em mong muốn. Cảm ơn Vy. Cảm ơn Vy. Các bạn hãy tặng Vy một tràng pháo tay nào. Bạn đã nói là hướng về nghề nghiệp tương lai và bạn nghĩ là cô sẽ giúp các em chọn những cái nghề tốt cho các em và đúng như các em mong muốn. Như vậy đủ chưa? Còn điều gì nữa? Khi nghĩ chữ hướng nghiệp, khi nghe chữ hướng nghiệp, khi biết hôm nay học hướng nghiệp, các em nghĩ là các em sẽ được học cái gì? Và cô Thúy sẽ trao cho các em điều gì? Đặc biệt là các em mong ước điều gì khi mà được gặp cô hôm nay? Khi học về hướng nghiệp, bác sĩ mời bạn khác nắng, bạn trả lên. Bác suy nghĩ nào thì nói cho em. Em nghĩ là khi mà mình học một buổi hướng nghiệp, mình sẽ được tư vấn nhiều về những con đường sau này cho mình. Cảm ơn em. Những con đường sau này cho mình rất tốt. Những con đường đi, chính xác, mình có rất nhiều con đường đi. Vậy mình chọn cái con đường đi nào đây, mình chọn nghề nào đây? Theo các em, chọn nghề khó hay dễ? Khó. Chọn nghề khó, chính xác. Chọn nghề nó ảnh hưởng tương lai chúng ta như thế nào nhỉ? Em nào cho cô biết cái việc chọn nghề nó quan trọng như thế nào đến tương lai của chúng ta? Chúng ta hãy nhìn lại bố mẹ mình nhé. Hãy nhìn lại thầy cô giáo của mình. Hãy nhìn lại mọi người xung quanh mình. Họ đang làm công việc, đúng không? Mỗi người một công việc, mỗi người một nghề. Họ đang kiếm sống, đúng không nào? Không chỉ kiếm sống, họ còn làm những cái việc có ích cho đời nữa, đúng không? Để đóng góp cho xã hội nữa. Vậy thì chúng ta hiểu hướng nghiệp nó quan trọng như thế nào đối với cuộc đời của chúng ta? Tại sao chúng ta cần hướng nghiệp? Tại sao không phải là đi ra sau này tốt nghiệp xong người ta làm đại một cái nghề nào đó, đủ ăn là được rồi? Tại sao lại phải hướng nghiệp? Hướng nghiệp quan trọng như thế nào ạ? Ảnh hưởng như thế nào tương lai của chúng ta? Quan trọng không? Theo em, hướng nghiệp nó quan trọng ảnh hưởng như thế nào đến tương lai của em? Dạ hôm qua ta thấy là nó rất là quan trọng. Tại vì nếu như mà mình làm một công việc mà mình thích thì mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Và nếu mà mình làm công việc mình không thích thì tất nhiên là mình chỉ đi làm thôi, mình không sao có ý nghĩa. Tuyệt vời, cảm ơn bạn. Khi chúng ta hướng nghiệp đúng, chúng ta chọn nghề đúng, chúng ta sẽ có một công việc mà mỗi ngày đi làm là một ngày vui, đúng không? Mình không phải là đi làm nữa mà là được trải nghiệm những gì mình thích thú. Đúng thế, một ngày em thích, em sẽ cảm thấy mỗi ngày đi làm rất vui, rất có ý nghĩa. Còn nếu mà chúng ta phải làm cái nghề chúng ta không thích, chúng ta không phù hợp với năng lực, liệu chúng ta có muốn đi làm không? Sáng tỉnh dậy mình không muốn đi làm, đúng không? Và đặc biệt là cái năng lực của mình nó lại không được phát huy. Chúng ta có rất nhiều năng lực, nhưng nếu chúng ta làm một cái nghề mà không phù hợp với chúng ta sẽ rất là chán, rất là buồn tẻ, thậm chí là sẽ thất bại. Cô kể cho các em nghe rất nhiều người đã tâm sự với cô. Cô không chỉ là một giảng viên, cô là một người tham vấn tâm lý. Và cô đã được nghe nhiều người đã thất bại trong công việc của họ. Và họ cảm thấy rất mệt mỏi mỗi khi phải thức dậy đi làm. Một anh này, anh ấy là một người đam mê vẽ, đam mê được vẽ. Nhưng bố mẹ anh ấy đã bắt anh ấy phải đi học nghề kỹ sư cơ khí. Và anh cũng phải học bách khoa, anh học khá, anh thông minh. Cho nên anh cũng vẫn thi đỗ vào trường bách khoa. Anh ấy ra trường, anh vẫn là một kỹ sư cơ khí tương đối là tốt, tức là cái trình độ tay nghề không hề tệ nha. Nhưng mà khi đi làm thì anh ấy cảm thấy là nặng nề vô cùng, anh không phù hợp với những cái cách mà anh ấy đang phải làm với vai trò là một người kỹ sư cơ khí. Anh đi làm anh ấy mệt mỏi lắm và anh ấy luôn luôn chán nản với từng việc mà anh phải đảm nhiệm. Và đặc biệt là anh ấy cảm thấy không gần gũi những cái người cùng làm với mình. Anh ấy thích vẽ, anh ấy thích được đi đây đi đó, anh thích được trải nghiệm, anh thích được sáng tạo, nhưng mà anh không có được cái điều đó. Và anh ấy cảm thấy mệt mỏi và anh ấy đã tâm sự với cô là bây giờ cảm thấy mất hết ý nghĩa, cuộc sống này giống như là nó không có một cái niềm vui nào hết. Và em không biết cuộc đời em sẽ trôi đi về đâu đây. Thì đấy là một cái người mà đã học xong, đã ra trường, đã đi làm vài năm mà bây giờ còn cảm thấy là cuộc đời mình nó không biết nó sẽ đi về đâu. Thì chúng ta thấy nó lãng phí không?
lãng phí bao nhiêu năm học đại học đúng không? Đó, lãng phí tiền bạc của gia đình, lãng phí tiền bạc và thời gian, công sức của chính bạn ấy, chính cái người đàn ông đấy. Ngoài ra những câu chuyện tương tự rất là nhiều các em. Có những cô giáo, cô đã được nghe tâm sự, cô ấy không thích nghề giáo viên, nhưng chỉ vì bố mẹ ép phải đi học làm cô giáo, vì nghĩ rằng nghề giáo ra thì nó sẽ phù hợp với nữ, sẽ ổn định, sẽ lương lậu ổn định này, làm nhà nước này, có thời gian chăm sóc chồng con này. Và bố mẹ, bạn cô ấy đã tư vấn cho cô ấy là làm một cô giáo. Nhưng mà khi cô ấy đi dạy, cô ấy cảm thấy mệt mỏi với cái nghề giáo viên. Cô ấy không có yêu trẻ. Cô ấy nói là công việc của cô ấy không phải là cái niềm đam mê của cô ấy không phải là chia sẻ kiến thức với ai đó, mà công việc của cô ấy là cô ấy thích làm với những con số. Nếu cô ấy được, cô ấy nói là nếu như em được là học nghề kế toán, em ra em làm với những con số, em làm tính toán, em hoặc em làm một nhân viên ngân hàng nào đấy, em sẽ phù hợp hơn và em sẽ thích hơn. Còn bây giờ mỗi ngày đến lớp với em là một sự nặng nề, có lẽ em sẽ bỏ nghề đúng không ạ? Đó. Và các bạn hình dung cho một giáo viên mà không yêu nghề thì liệu là có làm cho cái buổi học của các em nó thích thú không? Rất khó đúng không? Đó, đấy chính là vấn đề. Không chỉ ảnh hưởng đến người đó, không chỉ tốn tiền bạc cho gia đình người đó và bản thân người đó, mà có thể còn ảnh hưởng đến rất rất nhiều những người mà người đó đang làm việc cùng. Và giáo viên ảnh hưởng đến toàn bộ thế hệ học sinh mà cô đang dạy. Đúng không em? Điều đấy gây ra thiệt hại trong xã hội không? Thiệt hại vô cùng lớn. Chỉ hai ví dụ nho nhỏ thôi để các em hình dung là hướng nghiệp nó quan trọng đến lúc nào. Hướng nghiệp sẽ giúp chúng ta, thứ nhất, cá nhân chúng ta hiểu mình. Cô không phải đến đây để giúp các em chọn một nghề cụ thể đúng nhất. Cô giúp các em hiểu mình, cô giúp các em thế giới nghề nghiệp, hiểu thế giới nghề nghiệp. Cô giúp các em những cái cách thức tìm hiểu về bản thân, tìm hiểu thế giới nghề nghiệp và lập kế hoạch cho con đường đi tương lai của các em. Và cái việc chọn nghề nó sẽ là một quãng đường dài. Các em sẽ cùng với mình này, cùng với gia đình mình này, sẽ chọn ra một cái hướng đi phù hợp trong tương lai. Hướng nghiệp là gì? Hướng nghiệp chính là cái cách mà chúng ta tìm hiểu về bản thân chúng ta, tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp, và từ đó chúng ta sẽ lập kế hoạch để chúng ta nên đi con đường nào là tốt nhất, đúng với sở thích của chúng ta như là em nói, đúng với năng lực của chúng ta, và đặc biệt là phù hợp với nhu cầu xã hội. Đúng không nào? Nếu chúng ta chọn cái nghề mà ra trường người ta không cần mình, người ta không tuyển dụng mình, thì mình có cơ hội làm việc không? Đúng rồi, mình học xong là mình bỏ đó, đúng không? Chúng ta cũng lãng phí cái thời gian đi học. Đó, phù hợp với nhu cầu xã hội đang cần gì, những nghề nào đang cần, xã hội đang có nhu cầu cụ thể là cái nghề đó, năng lực người làm việc như thế nào, vị trí công việc là sao, lương lậu thế nào, tất cả những cái đó thuộc về nhu cầu nghề nghiệp. Nhưng có một cái tiêu chí thứ tư rất quan trọng, đó là có phù hợp với gia đình nghe hay không. Đôi khi có những nghề chúng ta muốn chọn, nhưng mà thời điểm hiện tại gia đình mình chưa đủ điều kiện cho mình đi học, thì liệu mình có nên chọn không? Đúng rồi. Cái nghề đó, thứ nhất nó phải phù hợp với sở thích của mình, thứ hai nó phải phù hợp với năng lực của mình, thứ ba nó phải phù hợp với nhu cầu xã hội, và thứ tư nó phải phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Đúng không nào? Đó, vì thế mà cô hôm nay chúng ta trò chuyện với nhau về hướng nghiệp. Bây giờ cô muốn cùng các em nhìn lên cái cây nghề nghiệp này. Đây là một cái cây nghề nghiệp rất là dễ thương. Rồi đây là một cái cây nghề nghiệp em quan sát dùng cậu. Rễ của nó là gì nhỉ? Sở thích này. Đúng rồi. Còn ngọn cái quả của nó là gì? Lương cao. Là cái cây nghề nghiệp này nói về cái gì không? Việc làm của chúng ta. Em nào nghĩ được cách nào? Tại sao cô lại muốn em quan sát cái nghề nghiệp này? Cái nghề nghiệp này nói về điều gì? Chúng ta đang nói đến cái cách để chúng ta tìm hiểu mình và chúng ta tìm ra một cái con đường đi trong tương lai nó phù hợp nhất. Chào, em nào? Em nhìn cái nghề nghiệp này em có ý tưởng gì? Em nảy lên ý tưởng gì? Ví dụ nhé, cô hỏi em thích làm nghề gì nào?
em chưa biết là em thích làm nghề gì. Thế cái nghề nào mà em đang quan tâm nhất, em tò mò nhất? Quản trị kinh doanh. Vì sao em lại tò mò về nó? Vì đó là nghề có lương cao à hay sao? Em cho cô biết một lý do. Nghề đó là em bắt đầu tò mò và em có một chút ý thích về điều đó, về nghề quản trị kinh doanh. Lý do vì sao em muốn làm cái nghề đó? Công việc ổn định. Cảm ơn em, cảm ơn Thanh Tú. Thanh Tú cho là bạn ấy thích nghề quản trị kinh doanh vì là công việc ổn định. Rồi bây giờ cô hỏi em nè, em thích nghề gì và vì lý do vì sao? Em có khả năng chơi bóng rổ tốt không? À, có chơi được. Nhưng mà có lý do gì để em chọn nghề là vận động viên bóng rổ không? Lý do có. Tại vì hồi đó cậu em có chơi bóng rổ với mấy người trong xóm á, em cũng hay thích. Về tò mò. Ok, cảm ơn em. Em đã quan sát ai đó chơi rồi và em thích, em tò mò và em cũng đã thử chơi được. Và em thấy em có khả năng chơi không? Rất tốt. Khi mà em đã nói là em có khả năng chơi thì cái ý mà cô đang hỏi đó chính là nằm cái phần lệ của cái nghề nghiệp. Cảm ơn em. Một nghề nghiệp mà chúng ta có thể thành công trong tương lai cũng giống như một cái cây, đúng không? Cái cây sau này nó có phát triển cành lá sum suê, hoa trái nhiều là vì cái gì? Là nhờ cái gì? Chính xác, các em nói rất chính xác. Cái cây nghề nghiệp của chúng ta trong tương lai chúng ta có phát triển được không? Chúng ta có thành công hay không? Chúng ta phụ thuộc vào cái rễ của nó. Rễ của nó chính là những gì thuộc về sở thích, khả năng, cá tính và giá trị nghề nghiệp của các em. Còn ngọn của nó là gì? Ngọn của cái cây? Thành quả, chính xác, Quỳ nói rất chính xác. Đó là thành quả của chúng ta. Thành quả, nếu bạn nào chọn nghề dựa trên thành quả thì liệu cái cách chọn nghề đó có phù hợp không? Em chọn nghề vì nghề đó có lương cao. Em chọn nghề vì nghề đó nổi tiếng. Các bạn nào chọn làm nghề ca sĩ vì nghề ca sĩ rất nổi tiếng và rất giàu? Đúng rồi. Phải xem là mình có hát được không chứ, đúng không? Chắc là nhìn người ta hát, người ta nổi tiếng, người ta lương cao, nhưng mà mình hát không hay, làm sao mình đạt được như vậy? Đúng không? Nếu chúng ta chọn nghề dựa vào quả là chúng ta đang chọn cái ngọn mà quên cái gốc. Cái cây nghề nghiệp của chúng ta, hay còn nói là cuộc đời của chúng ta, nó phụ thuộc vào cái gốc nó có vững vàng hay không. Vậy, cho câu hỏi, các em có băn khoăn gì về cái chữ giá trị nghề nghiệp này không? Có biết giá trị nghề nghiệp là cái gì không? Thế rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm thử một cái bài trắc nghiệm này nha. Chúng ta sẽ phần nào hiểu được một chút xíu về... Rồi, các bạn nhớ ghi tên vào cho cô nha. Các bạn truyền tay nhau được không? Đấy, em lấy thêm truyền xuống thêm dưới họ cô. Đấy, mỗi dãy cô phát cho các em một tập nha. Các em hãy đọc cái phiếu trắc nghiệm này và các em hãy chọn câu nào phù hợp nhất với dự định của các em. Đấy, các em truyền xuống phía dưới thùng cục. Đấy, cho cô đọc một tập. Trong này có 9 câu. Các em hãy chọn câu nào phù hợp nhất với dự định và mong muốn của em về việc chọn hướng học, chọn nghề trong tương lai. Cô xin đọc câu thứ nhất nha. Tôi sẽ chọn hướng học, hướng nghề đem lại cho tôi lương cao. Câu thứ hai, tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề mà tôi yêu thích. Câu thứ ba, tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề mà anh chị tôi đã học. Câu thứ tư, tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề mà anh chị, mà cha mẹ tôi muốn tôi học. Tôi sẽ chọn hướng học, hướng nghề mà tôi có khả năng học giỏi, làm giỏi. Câu thứ sáu, tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề được nhiều người hâm mộ. Câu thứ bảy, tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề hiện đang được nhiều cơ quan tuyển dụng, công ty tuyển dụng. Câu thứ 8, tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề mà bản thân tôi chọn. Câu thứ 9, tôi sẽ chọn hướng học, hướng nghề khó nhất, có ít người theo học. Câu nào các bạn thấy phù hợp với các bạn thì các bạn tích vào cái chữ B vào đây. Các bạn nhớ ghi tên nha. Câu nào đúng thì chúng ta tích chữ B vào đấy nha. Các em có quyền chọn nhiều hơn một câu. Em thấy câu nào đúng thì chúng ta tích vào, câu nào không đúng thì chúng ta bỏ qua. Không chưa nào? Chọn chưa? Mình chọn và mình phải có ý tưởng rõ ràng vì sao mình chọn cái ý đó nha. Rồi, bây giờ cô xin phép được mời một vài bạn đọc cái lựa chọn của chúng ta nha. Rồi, mời em nào, em chọn những ý nào?
tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề yêu thích. Tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề tôi có khả năng học nữa. Rất tuyệt vời, xin tặng bạn Bảo Ngọc cảm ơn tay. Giỏi, học giỏi. Hỏi xin mời em nè, em chọn ý nào? Tôi là tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề mà tôi yêu thích. Tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề mà tôi có khả năng học giỏi, làm giỏi. Vì sao em không chọn những ý khác? Vì chọn nghề mà tôi yêu thích thì tôi mới có thể tôi mới có tin có tự tin làm việc. Còn nếu chọn nghề mà có khả năng học giỏi làm giỏi, tôi cũng mới có thể phát huy có năng công sức làm việc của mình. Tối đa cái công sức làm việc của mình đúng không? Cho cô phỏng vấn nhé. Cái câu này thì sao? Tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề hiện đang được nhiều cơ quan công ty tuyển dụng, thì em vì sao không chọn? Nếu chọn hướng học mà được nhiều cơ quan công ty tuyển dụng thì có thể chúng ta sẽ khó vô được, khó làm việc được, hoặc là nó không thể phù hợp với sở thích của mình. Đúng rồi, cảm ơn em, cảm ơn bạn Quý. Đấy là một suy nghĩ rất là thú vị. Bây giờ cô muốn hỏi các bạn khác nè, các bạn nào lựa chọn khác với hai bạn vừa rồi không? Đây các bạn này thì bạn chọn là cái câu này là bạn đã chọn vì sao? Mỗi người có lý do riêng của mình nha, không có đúng và sai nha. Em cho cô biết là vì sao em chọn cái câu mà bạn Quý bạn vừa nói là bạn không chọn. Em lại nghĩ là em chọn. Dạ, tại vì cái câu này thì em nghĩ là nó có nhiều người làm thì mình có nhiều cơ hội để phát triển. Có nhiều cơ hội việc làm, ok. Một trong những cái đặc điểm mà chúng ta vừa nói với nhau lúc nãy chọn nghề là phải chọn cái nghề nào mà xã hội đang có nhu cầu, đúng không? Cái câu mà em bạn chọn là tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề hiện nay đang được nhiều cơ quan công ty tuyển dụng. Cảm ơn em, đấy là lý do của em. Chưa biết đúng hay sai nha, chúng ta không có bình luận đúng hay sai nha. Mỗi người có một quan điểm riêng về cách chọn nghề. Cô xem có bạn nào chọn khác nữa không nào? Em cũng đồng tình với quan điểm đó đúng không? Cũng chọn cái mà người ta sẽ tuyển dụng nhiều. Có bạn nào có những cách khác không? Cái này có chọn không? Không. Ok, cô muốn xem, muốn nhìn ý kiến khác xem nào. Cũng có rất nhiều bạn chọn cái câu vừa rồi, chọn nghề mà được nhiều cơ quan công ty tuyển dụng. Đúng rồi, tỷ lệ được chọn cũng khá nhiều đó. Bạn này có một lựa chọn rất thú vị nữa. Tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề khó nhất và có ít người theo học. Vì sao nào, em cho cô được biết không? Tức là em muốn thử thách bản thân, học cái gì đó khó và có thể làm cho mình phát triển. Hơn nữa, có thể có lý do là khi mà cái nghề nó ít người chọn thì em có nhiều cơ hội hơn không? Đúng không? Các bạn cảm ơn Thanh Mai. Xin tặng Thanh Mai nó đây. Thanh Mai có lựa chọn rất khác biệt. Bạn nên chọn cái hướng nghề nào mà ít người chọn nhất. Đấy không phải là một lựa chọn có thể là không ngoan đâu. Có chứ, nếu như đó là cái nghề đúng là mình thích, mình có năng lực, mà lại là cái nghề ít người chọn thì cái cơ hội việc làm của mình sẽ nhiều. Chứ thực ra cái ý mà chọn cái nghề nào mà bây giờ họ đang tuyển dụng nhiều á, đôi khi nó lại làm cái bẫy đó. Em có biết cách đây khoảng 4, 5, 6 năm về trước là nghề ngân hàng rất được nhiều người chọn lắm, đúng không? Nhưng bây giờ thì sao? Nghề ngân hàng có phải là nghề hot nữa không? Đúng thế, đúng không? Khi mà đến một thời gian nào đó nó bão hòa, nhất là chúng ta nhớ chúng ta mới đang học lớp 9 nhé, chúng ta còn mấy năm nữa, 3 năm cấp 3 rồi 4 năm đại học, 7 năm nữa xã hội thay đổi không? Đúng rồi. Nếu bây giờ mình chọn cái nghề nào đó mà xã hội đang hot, liệu 7 năm nữa nó còn hot không? Đấy là vấn đề nha. Cho nên những cái câu mà chúng ta đang trao đổi với nhau nó rất là thú vị. Cô với các em cùng nhìn lại từng ý một nha. Cô thấy các em chọn khá là chuẩn, là hai cái ý là nghề em yêu thích và nghề em có khả năng. Đó, ok, chúng ta đáp ứng được 2 tiêu chí ban đầu, đó là sở trường của em và năng lực của em, khả năng của em. Bắt đầu từ câu thứ nhất này, tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề đem lại cơ lương cao. Tại sao các em lại không chọn câu này? Cô thấy không có bạn nào chọn câu này? Có bạn nào chọn không? Có. Thế thì cô chưa đi ngay. Vì sao em chọn câu này? Ăn được tiền kiếm vợ thì không sao. Vì sao em chọn nghề có lương cao? Cũng như là nó giúp kinh tế
của mình nó phát triển hơn. Mình sẽ yên tâm về thu nhập, vững vàng về thu nhập. Nhưng em có biết một nghề lương cao thì nó đòi hỏi nhiều như thế nào không? Khả năng với năng lực cao, kiến thức cũng quan trọng. Đúng rồi, chính xác. Khả năng của mình có đáp ứng được nghề có lương cao hay không? Chứ không phải là mình muốn có lương cao là sẽ có lương cao. Đúng không? Cảm ơn em, chịu cả. Nhưng đó là ước mơ. Đúng không? Mình có quyền ước mơ mà không ai đánh thuế ước mơ cũng mơ cả. Đúng không? Nhưng nhớ cái gốc của vấn đề là mình có đủ năng lực để làm cái nghề có lương cao hay không? Chứ không phải là bản thân cái nghề đó có lương cao. Nhá? Nghề đó có lương cao là với người này có lương cao nhưng mà với mình chưa chắc. Đúng không? Mình dở, mình ra, mình làm đâu có được, ai có tuyển mình. Đúng không? Cho nên là phải quay về cái gốc nha. Đó, đấy là ý đầu tiên. Tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề mà ba cha mẹ tôi muốn tôi học. Có bạn nào có suy nghĩ này không? Tôi sẽ chọn cái nghề mà ba mẹ tôi muốn tôi học. Có không? Ba mẹ các em ảnh hưởng đến các em chọn nghề nhiều lắm đấy. Ba mẹ các em sẽ muốn các em chọn những cái nghề nào đó mà ba mẹ không quen biết. Đúng không? Ví dụ ba mẹ là bác sĩ thì muốn sau này con ra là bác sĩ dễ xin việc hơn không? Con nghe hợp lý không? Nghe hợp lý đấy chứ. Đúng không? Nghề nào đó mà các ba mẹ em có môi trường này, làm việc quen thuộc rồi này, có mối quan hệ rồi này, có thể xin việc cho các em dễ dàng này, đúng không? Và giống như là người ta nói là con nhà nòi á, đôi khi mà ba mẹ làm tốt cái nghề đó thì con cái có thể ảnh hưởng và ba mẹ các em cũng mong các em nối nghiệp. Có không? Có mơ nối nghiệp của cha mẹ không? Có. Vậy thì tại sao nhiều bạn lại không chọn cái này? Vì sao ạ? Các em không chọn cái này, cô rất mừng. Cô rất mừng là các em không chọn. Vì sao mà các em không chọn? Con là người học thức, nguyên lại nhẹ nhàng. Đúng rồi, chính xác. Nếu như ba mẹ tư vấn cái nghề nào mà đúng nghề em thích, đúng năng lực của em thì em chọn liền, đúng không? Nhưng nếu mà ba mẹ tư vấn cái nghề mà mình không có thích, mình không có phù hợp, mình có chọn không? Mình chọn, mình sẽ làm những công việc mà sau này mình đi làm sẽ là một gánh nặng chứ không phải là một niềm vui. Không phải mỗi ngày đi học là niềm vui, mỗi ngày đi làm là niềm vui như là chúng ta mong muốn nữa. Chính xác. Cái ý này chúng ta không chọn là đúng. Nhưng chúng ta có nên nghe lời tư vấn của cha mẹ không? Rất cần nha. Cha mẹ sẽ ảnh hưởng đến các em rất nhiều. Và cha mẹ sẽ giúp các em có những cái thông tin quan trọng về các nghề. Và các em lựa chọn sẽ tốt hơn nếu các em biết lắng nghe. Câu thứ 3 trong cái dòng hàng ngang. Tôi sẽ chọn hướng học, chọn nghề hiện đang được nhiều cơ quan công ty tuyển dụng. Cái này chúng ta trao đổi rồi. Tên chúng ta phải hết sức cẩn thận nha. Có thể chúng ta phải nhìn cái dự báo về các nghề nghiệp trong tương lai sau 5 đến 7 năm nó có còn hot không? Nó có phải là nghề mà xã hội thật sự cần hay không? Có những cái nghề mà xã hội nào cũng cần, thời nào cũng cần. Ví dụ nghề giáo viên, nghề bác sĩ, đúng không? Nghề thợ may, đúng không? Nghề sửa xe máy, đúng không? Nghề sửa xe ô tô. Có những cái nghề mà xã hội đấy là một cái nhu cầu thiết yếu. Hay là nghề sản xuất ra lương thực thực phẩm, cần không? Xã hội nào cũng cần, đúng không? Thì chúng ta phải cân nhắc. Còn những xã hội nào, cái nghề nào nó chỉ rộ lên trong một thời gian thôi thì chúng ta phải cẩn thận. Tôi sẽ chọn hướng học, hướng nghề mà tôi yêu thích. Chính xác, đa phần các bạn chọn ý này. Có bạn nào không chọn không? Bạn nào không chọn cũng là bình thường nha. Vì đôi khi bạn em biết là cái mà em thích hiện nay nó chưa phù hợp, đúng không? Có những ước mơ của em nhưng mà nó không phù hợp thì em chưa chọn được. Tôi sẽ chọn hướng học, hướng nghề mà tôi có khả năng học giỏi, làm giỏi. Các em có biết nghề nào mình làm giỏi không? Đã biết chưa? Đó, đấy là vấn đề. Chút nữa mình sẽ giải mã câu này nha. Em là ai? Em có hiểu mình không? Năng lực của em ở đâu? Cái gốc rễ này của em là đâu? Đó. Tôi sẽ chọn hướng học, hướng nghề mà bản thân tôi chọn. Có ai chọn cái này không? Vì sao không chọn? Vì sao không chọn? Một sự lựa chọn rất khôn ngoan đấy, nhưng mà vì sao? Vì sao không chọn hướng mà bản thân của em thích? Thưa cô, là tại vì mỗi người mang cho mình một cá tính, một cái sở thích riêng nên là mình chọn cho người khác cách gì mình đã thích. Đúng rồi. Chính xác, cảm ơn em. Mỗi người chúng ta rất là khác nhau.